Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng. Ở video này hôm nay thì xin phép được giới thiệu đến mọi người một chiếc bình tỏi sứ men ngọc. Bình này là men ngọc nhé. Mẫu vẽ hình ảnh là chim hoa. Kích thước là cao 45, đường kính đụng là 29. Họa tiết vẽ tay, họa tiết ở trong men. Khi mà sờ vào cái bình thì cảm giác như là chúng ta sờ lên kính, rất là trơn mịn, bóng. Màu sắc là bền vĩnh cửu với thời gian nhé. Đây là hàng sứ trắng. Và cái sứ trắng này kết hợp với cái men ngọc, khi mà nhìn vào cái phần không có họa tiết, nó nhìn như là một cái miếng ngọc luôn. Nó trắng như vậy. Bình này là giá trị ở cái men. Soi cho mọi người nhìn này. Nhìn là sứ xuyên sáng nhé. Loại này là loại sứ xuyên sáng. Họa tiết vẽ tay. Đây là dưới đáy bình này. Dưới đáy khi mà không có men thì nó sẽ trắng như thế này. Bản thân cái đất này khi mà nung thành sứ, nó sẽ thành cái sứ trắng như ở dưới đáy đây. Khi có men vào thì nó sẽ bóng. Mặt sau là hoa sen nhé. Và tất cả những cái sản phẩm như này chúng tôi đều giao hàng toàn quốc tận nơi. Nếu như quan tâm thì mọi người vui lòng nhắn tin, gọi điện qua Zalo, số điện thoại đang được gắn ở phía trên video. Và giờ mình sẽ quay cận chi tiết vào tác phẩm để chúng ta có cái nhìn rõ nhất. Hiện tại thì mình đang quay cận vào tác phẩm, như chúng ta nhìn thấy ở cái cảnh chính của tác phẩm này, một cái thân cây đào, hoa rất là dày, hoa cánh hoa tròn trịa và được điểm những cái màu đậm ở như cánh hoa nhé. Có một cặp chim ở đang đậu ở trên cái cành cây hoa đào này, và xung quanh là hình ảnh hoa cúc và hoa phù dung này, những ngành hoa cúc và hoa phù dung. Men thì như chúng ta nhìn thấy rồi, men nó sẽ xanh như ngọc, nó xanh hoa phù dung. Nhìn chúng ta nhìn cái phần sứ này chưa, nó trắng muốt, trắng trong mà xanh nhẹ. Ở mặt sau là chế tác hình ảnh hoa sen nhé, mặt sau chế tác hình ảnh là hoa sen này. Đấy, âm thanh nó rất là đanh. Và quay cận vào cái tác phẩm thì chúng ta nhìn được cái đường nét vẽ của cái họa tiết này. Đấy, đường nét vẽ này, men của nó thì rất là bóng rồi, men rất bóng. Đây, sang cảnh chính có một cặp chim đang ở trên cái cành cây hoa đào đây, một cặp chim đang đậu ở trên đây nhé. Nhìn cái bình nó xanh xanh nhẹ, nhìn nó rất là đẹp. Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh. Mọi người có thể xem video trực tiếp. Mình làm rất nhiều những cái video chi tiết về những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng và liên tục cập nhật lên trên kênh rất nhiều những cái sản phẩm mới nhất. Mọi người có thể lên trên kênh tham khảo. Hiện giờ thì mình đang làm hai kênh. Kênh đầu tiên là kênh gốm sứ Bát Tràng. Ở trên kênh gốm sứ Bát Tràng thì có rất nhiều những cái sản phẩm thuộc cái dòng sản phẩm của Bát Tràng, như là ví dụ gồm bát, đĩa, ấm, chén, đồ thờ, bình phong thủy, chum, vại. Nói chung là tất cả những cái sản phẩm gì của Bát Tràng mình sẽ đưa lên trên kênh gốm sứ Bát Tràng. Mọi người có thể lên trên kênh đó và tham khảo. Và một kênh thứ hai nữa là kênh vật phẩm phong thủy. Thì trên kênh vật phẩm phong thủy thì mình sẽ chỉ đăng lên những cái sản phẩm như là bình phong thủy, tượng và những cái món đồ phong thủy để chúng ta trưng bày. Nếu như mọi người mà muốn xem những cái vật phẩm chuyên về phong thủy thì mọi người có thể lên trên kênh vật phẩm phong thủy. Cái đường link của hai kênh này thì mình sẽ để ở cái mục bình luận và mô tả của video. Mọi người có thể lên trên kênh, bấm vào cái đường link đó để lên trên kênh để tham khảo những cái mẫu mới nhất của Bát Tràng hiện tại, bởi vì không phải ai cũng có thời gian hay là điều kiện để chúng ta có thể đến tận nơi xem sản phẩm thực tế được. Chính vì vậy mình làm những cái video này với mục đích là chia sẻ với mọi người hiểu hơn nữa về sản phẩm và cũng như là biết thêm những cái sản phẩm gốm sứ được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam.
Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.